dụ như bây giờ kêu tụi đây là nó ưng nhau được thoải mái. Ba đời. Ví dụ như đời đây gọi đời đây là bố mẹ, rồi đời đây là ông nội ông ngoại, như vậy thì cái nhánh này con cháu cái nhánh này có thể ưng nhau được. Ba đời 1, 2, 3. Mấy cái đám này to là trong đó vậy, đám trẻ con.